Sáng ngày 13 tháng 10, liên quan vụ va chạm với xe máy khiến hai người thương vong tại quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố Long Bình, xã Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, công an tỉnh xác nhận. Lực lượng chức năng đã tạm giữ tài xế Trần Minh Nhật, sinh năm 1982, trú tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63H02590 khi đang di chuyển đến tỉnh Đắk Lắk. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, khoảng 3 giờ ngày 12 tháng 10, mô tô mang biển kiểm soát 77F145688 đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng Nam Bắc. Khi đến cầu Tam Giang, thuộc khu phố Long Bình, thì va chạm với xe đầu kéo đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm người đàn ông điều khiển xe mô tô bị thương, còn người phụ nữ ngồi sau tử vong tại chỗ.